Thưa quý khán giả và các đồng chí, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay 25% dân số Việt Nam có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp. Tuy nhiên thì có gần 60% những người bị huyết áp chưa được phát hiện và trên 80% số người chưa được điều trị. Đây là một nguy cơ không nhỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Vậy thì y học hiện đại và y học cổ truyền sẽ có những nhìn nhận ra sao về căn bệnh này? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ và trao đổi với hai chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đó chính là Thiếu tá Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Chiến, phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Nội tim mạch. Chào MC, chào quý khán giả. Và Thiếu tá Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Triển, phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền. Chào MC. Trước khi bước vào nội dung trao đổi thì tôi xin được mời hai bác sĩ cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng đến với một clip khoa học để cùng tìm hiểu về hệ tuần hoàn cũng như là huyết áp của cơ thể là gì. Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể của hầu hết các động vật, bao gồm cả con người. Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy, carbon dioxide, hormone, tế bào máu, ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH để duy trì cân bằng nội môi. Trong hệ tuần hoàn, huyết áp là áp lực đẩy do sự tuần hoàn của máu trong các mạch máu và là một trong những dấu hiệu chính cho biết cơ thể còn sống hay đã chết. Khi tim đập, huyết áp thay đổi từ cực đại, huyết áp tâm thu, đến cực tiểu, huyết áp tâm trương. Huyết áp trung bình gây ra do sức bơm của tim và sức cản trong mạch máu sẽ giảm dần khi máu theo động mạch đi xa khỏi tim. Huyết áp giảm nhanh nhất khi máu chảy trong các động mạch nhỏ và các tiểu động mạch, tiếp tục giảm khi máu đi qua các mao mạch. Huyết áp đạt mức nhỏ nhất trong tĩnh mạch quay trở lại tim. Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp bao gồm trọng lực, các van trong tĩnh mạch, nhịp thở, co cơ. Thuật ngữ huyết áp thường được dùng để chỉ áp lực đo ở cánh tay, mặt trong của tay ở vị trí cùi trỏ, động mạch tay. Huyết áp được biểu thị bằng một phân số mà từ số là áp lực tâm thu, mẫu số là áp lực tâm trương, đơn vị áp lực là mm thủy ngân. Huyết áp có xu hướng hạ xuống thấp nhất vào khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, thời gian con người ngủ say nhất, và huyết áp sẽ tăng cao nhất vào khoảng 8 đến 10 giờ sáng. Đặc biệt, khi vận động thể lực gắng sức, căng thẳng thần kinh hoặc khi trải qua các xúc động mạnh đều có thể làm cho huyết áp tăng lên. Ngược lại, khi cơ thể nghỉ ngơi thư giãn, huyết áp có thể sẽ hạ xuống. Nhiệt độ lạnh gây co mạch hoặc một số thuốc co mạch, thuốc tác động lên lực co bóp cơ tim, ăn mặn có thể làm huyết áp tăng lên. Ở môi trường nhiệt độ nóng, cơ thể ra nhiều mồ hôi, tiêu chảy mất nước hoặc dùng thuốc giãn mạch có thể gây hạ huyết áp. Ngày nay, với công nghệ dự báo chuỗi thời gian bằng mạng neuron nhân tạo, người ta còn có thể dự báo huyết áp của bệnh nhân trong một số ngày tới dựa vào các số liệu huyết áp của bệnh nhân trong quá khứ. Tiếp tục với cuộc trò chuyện cùng với hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Chiến, không biết là Tây y định nghĩa như thế nào về tăng huyết áp ạ? Theo cái định nghĩa của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2018 thì những người mà có số đo huyết áp 1/140/90 mm thủy ngân thì được coi là có bệnh tăng huyết áp. Ở Hoa Kỳ người ta sẽ định nghĩa tăng huyết áp là những người có huyết áp trên 130/80 mm thủy ngân. Điều đó nó nếu chúng ta áp dụng trong cái điều kiện của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số lượng mà tăng huyết áp nó sẽ tăng lên rất là nhiều trong cộng đồng như vậy. Thế thì cái định nghĩa tăng huyết áp đấy nó không phải là chúng ta đo huyết áp tại phòng khám hay bệnh viện. Là bởi vì chúng ta biết rằng những cái bệnh nhân mà đến khám hoặc đo huyết áp tại cái bệnh viện hay phòng khám của chúng tôi ấy, thì thường họ có một cái tâm lý rất là lo sợ. Chính vì thế để khi mà lo ấy, thì cái huyết áp họ thông thường nó sẽ tăng lên. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải loại trừ được cái hiện tượng trong y học được gọi là tăng huyết áp áo choàng trắng. Cho nên là cái định nghĩa 140/90 mm thủy ngân đó là chúng ta đang nói về cái con số đo huyết áp tại nhà khi mà bệnh nhân được nghỉ ngơi, không gặp bác sĩ, không gặp điều dưỡng và tự đo cho mình. Theo tôi được biết thì với mỗi người khác nhau và ở những độ tuổi khác nhau thì huyết áp sẽ khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ căn cứ vào những yếu tố như thế nào để đánh giá một người là tăng huyết áp ạ? Thông thường thì huyết áp chúng ta biết có hai con số là số trên và số dưới, hay gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Thế thì những người mà trên 70 tuổi thì thông thường họ chỉ tăng con số huyết áp phía trên thôi, tức là con số huyết áp tâm thu thôi. Thế còn con số huyết áp tâm trương thì có thể bình thường và đôi lúc thậm chí là thấp. Chính vì thế cho nên người trên 70 tuổi chúng ta còn gọi là những người tăng huyết áp tâm thu đơn độc.
cho nên nó không có hai con số như vậy. Thế những người mà trên 80 tuổi thì thông thường thì con số huyết áp chúng ta định nghĩa nó sẽ cao hơn một chút so với người bình thường là 150/90 được coi là tăng huyết áp, và chúng ta không đặt mục tiêu để hạ cái con số huyết áp quá thấp ở người trên 80 tuổi. Đôi khi những cái hạ con số huyết áp quá thấp như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tưới máu não của bệnh nhân. Vậy thì đâu sẽ là những nguyên nhân mà dẫn tới bệnh lý tăng huyết áp, thưa hai chuyên gia? Với Tây y chúng tôi thì chúng tôi chia làm hai nhóm. 90% bệnh nhân của chúng tôi là tăng huyết áp vô căn, tức là chúng ta không có một cái nguyên nhân nào cả. Và một số các yếu tố nguy cơ theo Tây y thì bao gồm những bệnh nhân béo phì, bệnh nhân ít hoạt động, bệnh nhân lo lắng. Tuy nhiên, còn một nhóm nữa khoảng 10%, đó là bệnh nhân tăng huyết áp có nguyên nhân. Nhóm này thông thường thì là những cái bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi và có các cái bệnh đi kèm, ví dụ như thấy là bệnh thận, chúng ta có viêm cầu thận, có sỏi thận, có những cái yếu tố bệnh về thận, những bệnh nhân về nội tiết, bệnh nhân về hẹp eo động mạch chủ, hay là cái động mạch chủ to nó sẽ bị hẹp, nó gây tăng huyết áp. Vậy thì y học cổ truyền sẽ nhận định về vấn đề này ra sao, thưa thiếu tá tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Triển ạ? Đông y không có bệnh danh về tăng huyết áp, nhưng được mô tả làm rất nhiều chứng, ví dụ như chứng huyết vựng, chứng tiên đào thống hoặc là tâm quý chính xung. Thế thì cái nguyên nhân ấy, chủ yếu của cái chứng này có ba phương diện. Thứ nhất là đó là do cái quá trình ăn uống không điều độ, sinh hoạt không điều độ dẫn đến. Tôi ví dụ như trường hợp ăn uống nhiều chất mỡ, đồ cay nóng ảnh hưởng đến công năng thể vị, mà công thể vị suy giảm, chức năng vận hóa suy giảm dẫn đến cái sinh ra đàm thấp, và chính đàm thấp là một trong những nguyên nhân gây ra huyết áp. Cái thứ hai, yêu một chuyện gọi là cái thất tình, ảnh hưởng đến lo nghĩ, suy nghĩ nhiều quá, căng thẳng, tây gọi là stress, thì dẫn đến cái ảnh hưởng đến công năng của tạng phủ, làm mất cân bằng âm dương, thì đấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp. Và ngoài ra một số nguyên nhân khác như ví dụ như cái gọi là đông y gọi là tiên thiên, tức là yếu tố di truyền, và những cái bệnh mãn tính ảnh hưởng mất cân bằng công năng phủ, khí huyết mất cân bằng mà dẫn đến tăng huyết áp. Với những người bị bệnh thì họ luôn muốn là phát hiện ra bệnh ở những giai đoạn sớm để có thể là điều trị bệnh được hiệu quả. Tuy nhiên thì do là kiến thức y học cũng như là khả năng chăm sóc sức khỏe của bản thân còn hạn chế, vì vậy mà nhiều người khi mà tới bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn rồi. Vậy thì đâu sẽ là thời điểm vàng để điều trị bệnh lý tăng huyết áp, cũng như là căn bệnh này được chia ra là mấy giai đoạn ạ? Theo Tây y của quan điểm chúng tôi thì chia làm 3 giai đoạn chính. Đó là giai đoạn chúng ta chưa có một cái biến chứng gì trên các cái cơ quan đích như là tim, não, thận, hay là bệnh mạch máu, hay là vữa xơ. Thế thì sang cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn mà có biến chứng rồi nhưng chúng ta chỉ phát hiện ở trên các cái phương pháp cận lâm sàng. Ví dụ chúng ta đi làm xét nghiệm máu, chúng ta làm xét nghiệm nước tiểu, hay chúng ta siêu âm, hay chúng ta chụp CT, chúng ta sẽ phát hiện ra các cái tổn thương về các cái cơ quan đích. Và cái giai đoạn cuối cùng, đó là cái giai đoạn biến chứng đã rất rõ ràng ở trên lâm sàng và chúng ta đã thể nhìn thấy như là bệnh nhân bị đột quỵ, bệnh nhân bị chảy máu và chúng ta đã biết rồi. Thế thì cái giai đoạn vàng ấy là cái giai đoạn trước khi mà chúng ta có biến chứng ở trên tiền lâm sàng. Có nghĩa là chúng ta phải phát hiện ra thật sớm trước khi mà chúng ta đã có những cái biểu hiện về tổn thương đáy mắt, hay là tổn thương thận, hay là tổn thương tim mà chúng ta mới phát hiện ra được. Cho nên cái việc mà phát hiện ra sớm, phát hiện đúng thời gian và điều trị kịp thời, đó là cái thời điểm vàng để chúng ta can thiệp vào trong cái chu trình bệnh lý của bệnh tăng huyết áp. Vâng ạ, thưa thiếu tá tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Triển, nhiều người hiện nay thì vẫn là có những quan điểm cho rằng bệnh lý tăng huyết áp là của người già. Vậy thì không biết là hiện nay đối với những người mà có nguy cơ cao mắc căn bệnh này, đối tượng có thay đổi không ạ? Chúng ta có thể thấy trên lâm sàng là rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp từ 20 tuổi đã có tăng huyết áp rồi. Thế thì theo thống kê mới nhất của bệnh viện Tim mạch Bạch Mai, viện Tim mạch Bạch Mai năm 2015 ấy, thì có đến 20% số bệnh nhân tăng huyết áp dưới 40 tuổi. Thế thì cái nguyên nhân này từ đâu mà ra? Thì theo tôi thì cái đầu tiên đó chính là cái thói quen sinh hoạt ăn uống không điều độ của giới trẻ hiện nay. Ví dụ như rượu bia nhiều, ngủ không đúng giấc, hút thuốc lá. Với y học Tây y của chúng tôi thì 40 tuổi được coi là trẻ. Chính vì thế cho nên là cái những người tăng huyết áp dưới 40 tuổi được coi là những người tăng huyết áp tuổi trẻ. Thế thì có những cái thuận lợi, đó là khi mà cái bệnh nhân trẻ tuổi họ có biểu hiện triệu chứng khá là rầm rộ. Tôi nói ví dụ như là khi mà huyết áp chỉ cao khoảng 140/90 thôi thì họ đã có các cái triệu chứng như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, hay mệt, hay đau tức ngực. Và từ đó cái thuận lợi của chúng ta là gì? Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra cái nguyên nhân tại sao bệnh nhân vậy.
Tuy nhiên nó cũng có những cái khó khăn là đôi khi bệnh nhân đi khám không phải vì tăng huyết áp. Bệnh nhân có thể đi khám là vì đến khoa thần kinh, các cái khoa khớp hay là các cái nhóm chuyên khoa khác, và cuối cùng thì mới đến chuyên khoa chúng tôi. Là bởi vì chúng ta biết rằng cái người trẻ họ nghĩ là mình bị cái bệnh gì nó không phải nhóm bệnh của người già như vậy. Và cái quan niệm về tăng huyết áp ở người già thì với chúng tôi thì tôi nghĩ là nó cũng ta cũng sẽ phải suy nghĩ lại một chút. Là bởi vì bây giờ thì với cái lối sống của chúng ta như này, chúng ta đang sống ở trong cái xã hội tương đối là phát triển. Con người chúng ta hoạt động nhiều hơn, chúng ta có nhiều cái mối lo lắng, công việc. Chính vì thế cho nên là cái tuổi và tăng huyết áp thì với kinh nghiệm lâm sàng của tôi thì càng ngày nó sẽ càng thấp xuống. Ông Nguyễn Văn Lâm, 79 tuổi, được đưa vào điều trị tại khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gần một tuần nay. Người bệnh đã cao tuổi, cùng lúc mắc nhiều bệnh, đặt ra cho các y bác sĩ những thử thách không nhỏ trong quá trình cứu chữa cho bệnh nhân. Khi vào viện, bệnh nhân được khám, hỏi, chỉ định xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu thường quy, xét nghiệm nước tiểu, điện tim, siêu âm tim, chụp X quang tim phổi và một số kiểm tra đặc thù khác. Qua các xét nghiệm, chẩn đoán ban đầu, các thầy thuốc cho biết ông Lâm bị tăng huyết áp giai đoạn 3, suy tim độ 2, đái tháo đường type 2, hẹp động mạch vành, đã được phẫu thuật bắc cầu vành. Khi mới nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, khó thở, huyết áp cao, có lúc lên đến 170/100. Sau thời gian chăm sóc, ông Lâm đã bớt khó thở hơn, huyết áp dần ổn định quanh mức 120/80, nhịp tim dao động 70-80 lần một phút. Các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng sau một đợt điều trị có nhiều cải thiện rõ rệt. Đầu tiên thì cứ thấy bác trai thì vẫn đi đánh cầu lông được, nhưng mà cứ thấy môi nó tím tái, thế đánh mà dạo thì nó khó thở. Thấy sức khỏe nó xuống cấp, thế thì tôi mới đưa lên bệnh viện, nghe tin bệnh viện 108 Trung ương chữa bệnh tim mạch giỏi, tôi đưa lên trên viện 108 để gặp bác sĩ để tư vấn để chữa cho chồng tôi. Bệnh cao huyết áp của chồng tôi là nó dẫn tim mạch động mạch vành. Thế cách đây 4 năm là chồng tôi mổ tại bệnh viện 108 Trung ương này. Từ khi 2016 cho đến bây giờ thì đến năm nay là thấy sức khỏe của chồng tôi là nó lại khó thở, yếu. Thế thì tôi lại đưa lên bác sĩ đến định kỳ khám. Cứ hàng tháng tôi đưa lên thì tôi lại đưa lên bác sĩ khám. Thì bảo là tim nó lại cái qua quá trình điều trị xong ăn uống nó lại co cái động mạch lại. Thế thì bây giờ nghe tin có công nghệ mới tạo nhịp tim thì tôi lại đưa lên để nhờ bác sĩ để làm cho nhịp tim của chồng tôi ổn định. Lúc vào thì bệnh nhân với tình trạng là huyết áp cao và ly ha độ 3, thì sau đợt điều trị thì chúng tôi thấy là ly ha của bệnh nhân đã trở về độ 2, bệnh nhân đã đi lại đỡ mệt, đỡ khó thở, huyết áp và mạch đã cơ bản là ổn định. Thì bệnh nhân tiếp tục duy trì các thuốc điều trị suy tim như lợi tiểu, ức chế men chuyển, giãn mạch, các nhóm thuốc mà điều trị cho cái bệnh mạch vành như nhóm statin, ức chế kết tập tiểu cầu. Và bệnh nhân là thường xuyên được theo dõi và hướng dẫn cụ thể. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tăng huyết áp đang gia tăng một cách nhanh chóng. Theo thống kê, năm 1960, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành phía Bắc Việt Nam chỉ là 1%. Và hơn 30 năm sau, năm 1992, theo điều tra trên toàn quốc của Viện Tim Mạch, thì tỷ lệ này đã 11,2%, tăng lên hơn 11 lần. Theo kết quả điều tra năm 2008, tỷ lệ tăng huyết áp ở người độ tuổi từ 25 đến 64 là 25,1%. Theo Tổng điều tra toàn quốc về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam năm 2015, có 18,9% người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 69 tuổi bị tăng huyết áp, trong đó có 23,1% nam giới và 14,9% nữ giới. Còn nếu xét trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, thì tỷ lệ tăng huyết áp tăng từ 15,3% vào năm 2010 lên 20,3% vào năm 2015. Trong vòng 5 năm trước thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị tăng huyết áp đến với chúng tôi thì nó chiếm khoảng độ là 10-15%. Nhưng mà gần đây nó lên tới 25-30%. Cái thứ hai là trước kia thì tăng huyết áp thường là họ đến chỉ khám là chỉ vào điều trị chỉ là tăng huyết áp đơn thuần.
Nhưng mà gần đây thì thường hay có các bệnh lý đi kèm, chẳng hạn là có đái đường đi kèm, hoặc là các biến chứng của tăng huyết áp như là các cái tai biến mạch máu não, hoặc là nhồi máu cơ tim hay là suy tim. Cái thứ ba là cái độ tuổi, thì trước kia phần lớn là hay gặp ở cái tuổi trung niên hoặc là tuổi cao tuổi, ví dụ như là từ 55, 60, 70. Nhưng mà gần đây thì cái tỷ lệ trẻ hóa cái bệnh nhân tăng huyết áp này rất là cao. Có những bệnh nhân chúng tôi gặp là chỉ có 30 tuổi, và thường bây giờ là khoảng độ 45-50, cái tỷ lệ chiếm khá cao ở trong khoa. Cái thứ tư nữa là cái điều trị tăng huyết áp thì mặc dù là cái tỷ lệ thì rất là cao và hay bệnh kết hợp, nhưng mà cái việc điều trị tăng huyết áp thì các bệnh nhân tuân thủ cũng không được tốt, đặc biệt là các bệnh đi kèm, và cái chế độ ăn cũng như là chế độ theo dõi thì không được kiểm soát tốt. Như vậy, cả ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch có liên quan đang gia tăng nhanh chóng và là nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong lớn nhất so với các nguyên nhân khác, nên cần phải có các giải pháp can thiệp phù hợp và kịp thời. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện đã có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp. Mỗi năm có khoảng 9,4 triệu người bị tăng huyết áp đã tử vong. Đây là một con số đáng báo động, đặt ra thách thức lớn lao không chỉ đối với đội ngũ y tế làm nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân, mà chính bản thân mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết đúng mức về căn bệnh này. Hiện nay thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân. Vậy thì không biết là đội ngũ y bác sĩ đã ứng dụng những phương pháp điều trị tiên tiến như thế nào để có thể điều trị bệnh lý tăng huyết áp nói chung, cũng như những biến chứng do tăng huyết áp gây ra? Điều trị tăng huyết áp ấy thì chúng tôi cũng chia làm 3 nhóm. Đầu tiên là chúng tôi can thiệp vào các cái lối sống của bệnh nhân. Lối sống của bệnh nhân bao gồm là lối sống về vận động, về nếp sống. Ví dụ như chúng ta là phải vận động nhiều hơn, thường xuyên hơn, như là chúng ta chơi các môn thể thao mà yêu thích, hay là đi vận động, đi lại. Ngoài ra thì chúng ta phải thay đổi về ăn uống, tức là chúng ta phải hạn chế được ăn muối, ăn mặn. Đó là cái mà chúng tôi muốn đề cập nhiều nhất ở trong cái thay đổi về lối sống, tức là chúng ta phải ăn dưới 5 gram muối một ngày. Và ngoài ra chúng ta phải ăn các cái chế độ ăn mà nó tốt cho sức khỏe về tim mạch. Cái chiến lược thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là chúng ta phải can thiệp bằng thuốc. Ở tại hiện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúng tôi có tất cả những cái nhóm thuốc mà chúng ta biết đến trên thế giới, và chúng tôi đã cập nhật thường xuyên. Ngoài ra thì chúng tôi có can thiệp về dụng cụ. Chúng tôi có thể, ví dụ như là chúng ta sẽ đốt được cái thần kinh ở động mạch thận, thì chúng ta có thể giảm được cái con số huyết áp như vậy. Đó là ba cái khâu trong cái quá trình can thiệp điều trị. Vậy thì sau khi có những can thiệp của Tây y để có thể phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân tăng huyết áp, thì Đông y sẽ đóng vai trò và phát huy hiệu quả ra sao trong việc duy trì cũng như là nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc điều trị mặt bệnh này ạ? Cái nguyên nhân của tăng huyết áp là do mất cân bằng âm dương và chức năng của tạng phủ. Thế thì bài thuốc Đông y sẽ hỗ trợ làm cân bằng âm dương và cân bằng chức năng của tạng phủ. Thì Đông y có hai phương pháp điều trị chính, đó là phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Cái phương pháp dùng thuốc thì là bao gồm những thuốc hoàn tán và chế sẵn, nhưng dùng thì rất tốt. Thứ hai là phương pháp thuốc sắc. Trường hợp này bệnh nhân phải đến khám và bác sĩ kê đơn. Còn phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, hoặc là nó rất tốt cho trường hợp mà điều chỉnh rối loạn tâm lý, stress, đó là dưỡng sinh. Mà Đông y ta phân thành rất nhiều thể bệnh khác nhau, tùy từng thể bệnh để ta dùng bài thuốc khác nhau, hoặc là nhiều trường hợp bệnh nhân có sự phối hợp giữa các thể bệnh khác nhau nên ta phải điều chỉnh, phối hợp các bài thuốc với nhau để điều trị cho bệnh nhân hiệu quả tốt. Và đặc biệt trong trường hợp mà bệnh nhân bị có tăng huyết áp mà gây biến chứng như đột quỵ não, thì Đông y có vai trò rất tốt trong trường hợp mà phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau đột quỵ. Thế trường hợp bệnh nhân bị tai biến sau giai đoạn cấp tính, đa số là bệnh nhân bị liệt hoặc là rối loạn ngôn ngữ, rối loạn chức năng thần kinh, thì Đông y hỗ trợ rất tốt. Hiện nay thì khoa Đông y có đến 30-40% là bệnh nhân sau đột quỵ. Sau khi điều trị ở cấp tính ở khoa đột quỵ là chuyển sang khoa chúng tôi. Thế thì mục đích chính chúng tôi điều trị là gì? Đầu tiên là phải phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Ít nhất bệnh nhân có thể tự phục vụ được các hoạt động hàng ngày. Thế bằng pháp nào? Đó là châm cứu, xoa bóp và các bài tập vận động chuyên biệt của khoa chúng tôi. Kết hợp với lý truyền niệm và một số loại thuốc về bổ trợ thần kinh của Tây y. Chúng ta thấy được một số những biến chứng nguy hiểm do tăng huyết áp gây ra, ví dụ như là đột quỵ hay là suy tim. Vậy thì không biết là còn có những biến chứng nguy hiểm nào khác có thể xảy ra đối với những người bị tăng huyết áp ạ?
Tăng huyết áp là một cái bệnh rất là thầm lặng và nó để lại một cái hậu quả vô cùng là nghiêm trọng đối với người bệnh. Tất cả những cái cơ quan mà chúng ta đã biết đến và cái gọi là cơ quan quan trọng trong cơ thể mình khi mà có tăng huyết áp thì đều bị ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như là tim thì nó có thể dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim là những cái biến chứng nghiêm trọng. Ngoài ra não thì chúng ta có thể bị đột quỵ não hay là xuất huyết não, để lại những cái di chứng về thần kinh. Chúng ta có thể bị suy thận hay là bị những các cái bệnh về mạch máu như là hoại tử các cái bàn chân, rồi là thiếu máu ở chi, đi lại rất là khó khăn. Ngoài ra thì có một nhóm bệnh nhân mà đôi khi đến với chúng tôi cũng thường xuyên hơn, đó là bệnh nhân có giảm thị lực. Và họ đến chỉ khám chỉ vì giảm thị lực hoặc là nhìn kém, thì sau khi chúng tôi đã soi đáy mắt và chúng tôi phát hiện từ cái biến chứng đó thì chúng tôi mới biết rằng bệnh nhân trước đây đã có một cái thời kỳ dài bị tăng huyết áp nhưng không được điều trị. Thưa bác sĩ, có rất là nhiều các quý vị khán giả gửi thắc mắc về cho chương trình, e ngại rằng là những bệnh lý mãn tính thì thường có nguy cơ di truyền cao. Vậy thì không biết là đối với căn bệnh tăng huyết áp thì cần có những lưu ý như thế nào ạ? Đúng là bệnh tăng huyết áp là một bệnh có tính di truyền. Và điều này đã được chứng minh ở rất nhiều các cái nghiên cứu lớn ở trên thế giới. Thế thì với những cái bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ có tăng huyết áp, hoặc là ví dụ như bố, mẹ hay là ông, bà có tăng huyết áp, thì cái việc mà những cái thế hệ như là con và cháu bị tăng huyết áp cũng rất là cao. Chính vì thế cho nên theo tôi thì trong gia đình chúng ta, khi mà có bố, mẹ, anh chị hay là ai đấy bị tăng huyết áp thì chúng ta cũng phải tự kiểm tra cái huyết áp cho mình, để làm sao chúng ta có thể phát hiện ra cái giai đoạn sớm nhất để chúng ta có thể can thiệp vào. Và chúng ta đã biết rằng khi phát hiện càng sớm thì cái điều trị của chúng ta càng hiệu quả và cái nguy cơ mà bị tai biến, biến chứng sẽ giảm đi một cách đáng kể. Tại sao thì tăng huyết áp lại nó có tính di truyền như vậy? Thì chúng ta đã biết rằng cái mạch máu ấy thì nó được chi phối bởi rất nhiều các cái yếu tố. Trong đó các cái yếu tố về gen, các yếu tố về làm cho cái trương lực của mạch máu nó co thắt, nó co bóp nhiều hơn so với người bình thường. Chính vì thế cho nên là cái yếu tố di truyền ở trong cái bệnh lý tăng huyết áp là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, và chúng ta dựa vào cái yếu di truyền đó và chúng ta có thể can thiệp được rất là sớm. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị gửi cho chúng tôi về chủ đề bệnh lý tăng huyết áp. Tuy nhiên do thời lượng có hạn mà Thu Hà xin được hẹn gặp lại quý vị vào một chương trình gần nhất để có thể giải đáp những thắc mắc về căn bệnh này. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn hai bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đó chính là Thiếu tá Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Văn Chiến, phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Nội tim mạch, và Thiếu tá Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Triển, phụ trách Phó chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền, đã mang tới những thông tin rất hữu ích cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Và trong tiểu mục Nhịp cầu y khoa ngay sau đây thì sẽ là một số những lời khuyên về dinh dưỡng, chế độ luyện tập và sinh hoạt mà người bệnh tăng huyết áp có thể áp dụng được ngay tại nhà. Và đến đây thì Thu Hà xin phép được nói lời tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí vào lúc 17:45 thứ 6 tuần sau trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả, xin chào các đồng chí, xin chào các bác bệnh nhân. Hôm nay khoa Nội tim mạch sẽ hướng dẫn các bác một số lưu ý về vấn đề dinh dưỡng trong điều trị tăng huyết áp. Thưa các bác, trong điều trị tăng huyết áp thì chúng ta cần phải chú ý đến các cái nguyên tắc dinh dưỡng, nhu cầu các chất dinh dưỡng, thực phẩm và cách lựa chọn. Trên thế giới thì dịch tễ học của tăng huyết áp thì năm 2008 thì có 1 tỷ người trên toàn cầu mắc tăng huyết áp, thì cái tỷ lệ này khá là cao. Dịch tễ học ở Việt Nam thì chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tăng huyết áp năm 2016 thì kết quả điều tra năm 2016 thì có 9.832 người tăng huyết áp tại 8 tỉnh thành phố, và chủ yếu là ở Hà Nội, đô thị và thành phố Hồ Chí Minh thì có tỷ lệ tăng huyết áp rất là cao. Như vậy thì chúng ta biết là mục tiêu của kiểm soát tăng huyết áp trong điều trị bệnh cũng như là trong quá trình nằm viện và khi về nhà thì chúng ta phải chú ý đến chế độ ăn, chế độ luyện tập và chế độ dùng thuốc. Nguyên tắc điều trị phải đủ năng lượng, đủ protein, lipid, glucid, vitamin và muối khoáng, phù hợp với tập quán ăn uống của địa phương và đơn giản thuận tiện, giá thành chi phí rẻ. Nhu cầu năng lượng này nó cũng thay đổi theo từng bệnh nhân ở tuổi, giới, mức độ tăng huyết áp và các cái bệnh lý kèm theo. Nhu cầu kali và nằm điều trị tại giường thì nhu cầu calo là 25 kcal trên kg lý tưởng trên ngày. Lao động nhẹ và vừa thì 30 đến 35 kcal lý tưởng trên một ngày. Lao động nặng là 40 đến 45 kcal trên kg lý tưởng trên ngày. Cân nặng lý tưởng của các bác là 22 nhân với chiều cao bình phương tính bằng mét. Ví dụ một người cao 1m6 thì cân nặng lý tưởng sẽ
có là 22 x 1,6 x 1,6 bằng 56,3 kg. Nhu cầu dinh dưỡng của các bác thì các bác nhìn trên bảng thì sẽ thấy là các cái loại trái cây, rau củ cũng như bánh mì, ngũ cốc và thịt cá và các chất khác, sữa và các chất giảm béo thì nó rất là tốt cho tim mạch cũng như là tốt cho các bệnh tăng huyết áp. Và một số các cái hình ảnh mà chúng ta có thể lựa chọn để bổ sung vào các cái dinh dưỡng hàng ngày của các bác, ví dụ như là thịt cá, trứng, cá và các cái loại omega 3 thì nó rất là tốt cho tim mạch và những bệnh nhân tăng huyết áp. Và một số các chất xơ thì các bác nhìn đây thì các chất xơ này thường thường là chúng ta là vùng nông thôn thì là nhiều hơn, thì các chất xơ có rất là nhiều trong rau này, trong măng, trong rau ngót và các cái súp nơ. Thì những cái này thì rất là tốt cho tim mạch và huyết áp. Trong điều trị tăng huyết áp thì các bác cũng phải hạn chế các cái rượu, như là ví dụ 2 lượng chuẩn trên một ngày đối với nam và 1 lượng chuẩn trên ngày đối với nữ. Thì các bác nhìn trên cái bảng này, ví dụ như là các bác có thể là tốt là điều trị một cái lượng rượu vang nhất định trong ngày thì nó cũng rất là tốt cho tim mạch. Khuyến cáo trong điều trị tăng huyết áp thì chúng ta sẽ không sử dụng các cái chất, các cái đường ngọt có mà chúng ta có thể là chế tạo các vị ngọt không năng lượng và các cái thực phẩm chất tạo ngọt có năng lượng thấp như là xylitol, mannitol, và chúng ta thay vì uống các cái nước ngọt thông thường bình thường thì chúng ta có thể chọn các loại nước ngọt không đường đặc trưng bởi có chữ là zero. Và cái quan trọng nhất của điều trị tăng huyết áp thì các bác biết đó là phải vận động vừa phải, như đi bộ nhanh ít nhất là 150 phút trên một tuần và không nghỉ liền 2 ngày, không ngồi lâu quá 90 phút và duy trì hoạt động thể lực thường ngày. Trong cái điều trị tăng huyết áp thì điều chỉnh lối sống rất là quan trọng, như là chúng ta phải giảm cân ở người thừa cân, hạn chế muối, ăn đủ canxi, kali và magie, tránh căng thẳng, biết cách đo huyết áp và phòng tránh các cơn tăng huyết áp kịch phát. Chúng ta điều chỉnh lối sống như chúng ta không hút thuốc lá, chúng ta phải tập thể dục thường xuyên, giảm béo phì và tránh căng thẳng, lo âu. Kiểm soát huyết áp tức là chúng ta biết được đo cái chỉ số huyết áp của bệnh nhân, thì trong quá trình nằm viện thì hàng ngày điều dưỡng sẽ đo huyết áp cho các bác là 2 lần trên một ngày. Về nhà thì các bác cũng sẽ đo huyết áp tại nhà vào các buổi sáng, hoặc là khi các bác phát hiện ra cái cơn chuẩn bị cái cơn tăng huyết áp của mình để các bác đo, thì khi đó dùng thuốc thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi điều trị tăng huyết áp thì các bác cũng chú ý là tăng huyết áp thì không phải là đáng sợ, mà chúng ta hãy chung sống hòa bình với bệnh tăng huyết áp. Hãy tự giúp mình có một cuộc sống lâu dài hơn và lành mạnh hơn. Đó là các bác biết kiểm soát huyết áp và biết cách dùng thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ cũng như là nhân viên y tế. Thì như thế thì điều trị tăng huyết áp của các bác sẽ rất là thành công và giảm các cái tai biến trong cái tăng huyết áp kịch phát gây ra. Xin cảm ơn các bác.